Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 1 giờ chiều, tức là 13 giờ của ngày 19 tháng 10 năm 2021. Buổi trưa nay thì có một cái thông tin nó rất là chấn động, đó chính là Bộ Công an có mời bà Phương Hằng lên làm việc với Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng mà có cái gì hay ho ở chỗ này thì tôi xin phép chia sẻ với các bác. Đầu tiên chúng ta hãy vào để mà xem qua rằng là CEO Phương Hằng được mời lên bởi vì cái chuyện gì và CEO Phương Hằng đã trả lời ra sao. Đây là thông tin chính thức được đưa trên báo Tuổi Trẻ, nói rằng là Bộ Công an mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc liên quan tới đơn tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Vào ngày 19 tháng 10 thì nguồn tin của Tuổi Trẻ Online đã xác nhận là cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, tức là C02 đấy, và vừa có giấy mời bà Nguyễn Phương Hằng lên làm việc liên quan tới đơn của bà yêu cầu xử lý hành vi vi phạm pháp luật của ông Huỳnh Minh Hưng, tức là ca sĩ Vĩnh Hưng. Đây là đơn của chị Hằng nha. Đó. Ngày 19 tháng 10 thì như vậy này. Tại đường Nguyễn Trãi, quận 1. Tuy nhiên, cùng ngày, theo một nguồn tin khác thì bà Hằng đã thông tin vì không khỏe từ trước nên hẹn ngày 21 tháng 10 sẽ lên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để làm việc. Và trước đó cuối tháng 8 năm 2021 thì phòng cảnh sát hình sự PC02 công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo vừa chuyển đơn bà Hằng tố cáo ông Huỳnh Minh Hưng quận 10 đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra là PC01 công an thành phố Hồ Chí Minh để điều tra xử lý thẩm quyền. Bà Hằng cũng gửi đơn đến phòng PC02 để tố cáo ông Huỳnh Minh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ thiện của các nhà hảo tâm. Và theo đơn, trong quá trình kêu gọi tiếp nhận tiền từ thiện thì ông Hưng không minh bạch, không công khai công bố rõ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các nhà hảo tâm được biết. Và sau khi xem xét thì PC02 đã chuyển đến phòng PC01 để mở rộng điều tra xử lý. Và được biết thì phòng PC01 cũng đang thụ lý nhiều đơn tố cáo của các cá nhân nghệ sĩ, luật sư tố cáo bà Hằng về hành vi vu khống và làm nhục người khác cũng như là đơn của bà Hằng, một số nhà hảo tâm, một số nghệ sĩ khác có hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện. Đó. Thì thông tin thì nó ngắn gọn vậy thôi. Nhưng nó có cái điều như thế này chia sẻ với các bác. Bộ Công an ấy thì là thụ lý đơn của bà Hằng và yêu cầu bà Hằng lên, nghĩa rằng là bà Hằng là tố cáo bên phía của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đó. Còn bên phía của công an thành phố Hồ Chí Minh thì thụ lý đơn của các nghệ sĩ để mà tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về cái tội vu khống. Có nghĩa rằng là hai bên tố cáo qua lại lẫn nhau. Tố cáo qua lại lẫn nhau nha. Và bên phía công an thành phố Hồ Chí Minh thì xử lý những cái đơn mà của các nghệ sĩ và người khác tố cáo bà Phương Hằng, còn bên phía bộ công an thì xử lý những cái đơn mà bà Nguyễn Phương Hằng và tố cáo các nghệ sĩ và liên quan đến việc từ thiện vừa rồi á, nghĩa là chia việc ra rất là rõ ràng. Đó. Thế thì có cái điều gì thú vị ở đây thì các bác có thể thấy rằng đấy cũng là một cái điều thú vị để chúng ta có thể nhìn nhận xem rằng là Bộ Công an sẽ xử lý việc này như thế nào trong cái việc đó. Ngoài ra ấy, thì báo cáo với các bác là bên phía của bà Phương Hằng thì có một cái nó gọi rằng là khi mà gửi cái lý do là bà sẽ hẹn từ ngày 19, tức là chiều ngày hôm nay, là đáng nhẽ là phải đến quận 1 thành phố Hồ Chí Minh để mà gặp Bộ Công an, nhưng bà đã hẹn sang ngày 21, tức là ngày kia thì mới xử lý cái việc này, mới đến gặp để làm việc này. Thế nhưng mà trong cái đơn mà gửi trên phía của bên phía của Bộ Công an thì bà lại siêu Phương Hằng lại nói rằng là mình không được khỏe, đúng không? Cái quan trọng là mình không được khỏe, nhưng thực tế là có chỉ có việc không được khỏe hay không, bởi vì chúng ta đã thấy rằng là chị cũng đã nhắc đến lên livestream từ trước. Thì ở đây chúng ta có thể thấy như thế này, đây là trên trang YouTube chính thức của siêu Phương Hằng là Chitia Nguyễn, thì siêu Phương Hằng có nói như thế này: theo đơn thư của tôi thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thì đã mời tôi lên để giải quyết vụ Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng vì tôi không khỏe và có lịch hẹn livestream từ trước nên tôi hẹn thứ năm ngày 21 tháng 10 2021 sẽ đến làm rõ sự việc. Và đây là giấy mời của bên Bộ Công an. Và được viết vào 1 giờ trước. Đó. Và trước đó thì có hẹn trước từ ngày hôm qua về cái việc này. Hẹn hôm qua mà cái việc này.
Thế thì tôi xin chia sẻ với các bác thế này. Có thật là lý do không được khỏe hay không? Bởi vì chúng ta chỉ cần nhìn xem rằng là trong cái buổi livestream ngày hôm nay thì chị đã thể hiện rõ cái sức khỏe của mình. Tôi nghĩ rằng CEO Phương Hằng không có vấn đề gì về sức khỏe cả. Bởi vì tất cả những cái buổi livestream của chị thì có đầy đủ những cái tiết mục. Đó. Từ cái việc mà nói, nếu mà tính tổng quan ra thì nói đến tận 3-4 tiếng đồng hồ. Bèo nhào thì cũng phải hơn 2 tiếng. Và nói liên tục. Đây là một cái việc mà người thường cũng rất khó có thể làm, và trọng nghĩa là cái nội lực trong mỗi cái lời nói nó đều mang cái sức nặng, thì rõ ràng đó là cái biểu hiện sức khỏe rất là tốt. Cái thứ hai nữa rằng là các bác có thể thấy rằng là từ thái độ hay thế nào đó thì cũng thể hiện ra được cái sức khỏe của CEO Phương Hằng. Nếu mà yếu mà còn được như vậy nữa thì bảo báo cáo với các bác rằng là có điều gì đó tôi không tin, nhưng riêng cái sức khỏe thì nếu mà yếu mà còn bị ốm, không được khỏe mà được như vậy thì phải nói rằng là Việt Nam ta ai cũng được thế thì chúng ta hóa rồng lâu rồi. Hóa rồng lâu rồi. Nhưng mà việc livestream thì cũng đã lên lịch từ trước. Rõ ràng ở trong vấn đề này thì ta có thể thấy rằng là bên phía của CEO Phương Hằng là cái việc livestream thì nó được ưu tiên hơn là cái việc ưu tiên hơn là cái việc lên gặp cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, đúng không ạ, để xử lý những cái việc của mình. Theo tôi nghĩ thì nếu như mà livestream thì có thể buổi tối cũng thì chuyển sang buổi tối cũng được, và tự dưng đi lên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thì sẽ có cái chuyện như là mình trong quá trình làm việc thì mình sẽ có được cái thông tin mới và nói chuyện với khán giả, đâm ra cái buổi livestream nó cũng thú vị hơn đó. Còn các bác có thể thấy rằng là vừa rồi thì CEO Phương Hằng cũng làm việc với bên PC02 của thành phố Hồ Chí Minh, và sau đó thì báo cáo với các bác là cũng 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 gọi là như thế nào nhỉ, cũng có một cái tố cáo gọi là hành hung tại trụ sở cơ quan công an. Nhiều người thì nâng quan điểm lên quá là cái việc đó là cái việc mà bôi nhọ chế độ, bởi vì là rất khó có ai có thể làm cái việc này, nhưng mà đấy cũng không phải là một cái ý ấy đâu. Tôi thì tôi nghĩ thế này. Tôi thì tôi nghĩ thế này. Cái việc đó rất khó có thể xảy ra. Bởi vì nhiều yếu tố tôi đã phân tích với các bác. Không phải ở đâu cũng làm được như đường nhuệ. Mà đường nhuệ thì cũng chỉ làm ở công an phường, có nghĩa rằng là có mối quan hệ thân hữu và ở tầng thấp, chứ không phải là tại trụ sở của một công an của cả một cái thành phố lớn nhất cả nước nha các bác. Và cũng phải trải qua rất nhiều năm làm ăn chung với nhau thì họ thì đường nhuệ cũng có thể làm được như thế. Và đặc biệt ấy là đường nhuệ là một người gọi chúng ta gọi rằng là đầu bò đầu biếu. Hôm vừa rồi anh lại ra tòa và anh còn mắng thẳng bên phía của luật sư bên kia rằng là lão già đó. Thì chúng ta có thể thấy rằng là nói bên phía của luật sư bên kia thì tôi có vẻ không tin lắm, nhưng mà tôi lại thấy cái sự gần gần giống nhau giữa giữa cái câu nói của Đường Nhuệ tại tòa vừa rồi với cả CEO Phương Hằng hơn. Còn cái việc này chúng ta cơ quan công an của thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xác định đó là giả, xác định đó là thông tin sai sự thật, và không biết rằng CEO Phương Hằng chiều nay sẽ nói gì về việc này theo các bác. Đó, nói gì về việc này, chị giải thích về việc này, cái việc dùng từ hành hung là nội hàm nó có những cái gì, và rõ ràng chị đã thừa nhận với cả bên cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh đã được mời đến làm việc vào sáng ngày hôm qua và được mời lên và đã xác nhận rằng là đây là thông tin sai sự thật. Vậy thì chị sẽ nói gì trong buổi livestream vào tối nay? Còn cá nhân tôi thì xin chia sẻ với các bác riêng cái sự việc này á, thì nói nôm na như thế này, tôi có làm một cái nó gọi rằng là bình chọn xem là các bác tin hay không tin. Thì đây là cái thăm dò ý kiến của tôi, một cuộc thăm dò ý kiến, và hiện nay là đến 22.000 lượt bình chọn rồi đó, 22.000 lượt bình chọn, và vẫn có tới với cái câu hỏi rằng là các bác có tin rằng CEO Phương Hằng bị hành hung tại trụ sở cơ quan cảnh sát điều tra của thành phố Hồ Chí Minh hay không, và vẫn có tới rằng là 39% là tin là có và 61% thì nói là không, nói là không. Thì các bác có thể thấy cái điều này. Còn các bác có thể tiếp tục bình chọn bao giờ mà đến tối nay tôi sẽ tổng kết lại.
Và sau cái buổi livestream này của chị, tôi sẽ tổng kết lại. Nhưng cá nhân tôi thì nghĩ rằng là nó thấp sưng lên quá mọi sự việc. Cái việc tranh cãi nhau ở trong cái buổi đối chất là chuyện rất bình thường. Và quan trọng là không có những cái hành vi mạt sát, xúc phạm và đặc biệt là động tay động chân. Cái việc động tay động chân là tại trụ sở cơ quan điều tra thì báo cáo với các bác rằng tôi rất khó tin. Và các bác tin hay không thì các bác có thể rằng là tiếp tục vào cái đó để bình chọn giúp và chúng ta để cập nhật tiếp những cái thông tin tiếp theo liên quan tới drama mà được rất nhiều người quan tâm hiện nay ở Việt Nam. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.